Thank <music> you. các bạn đã quay trở lại với kênh Bim Bắp Bắp và review phim Ma Bắp Độc à, ngày hôm nay thì cái background của bắp có một xí nó hơi khác lạ đó là có thêm vài bạn mới của chúng ta nó là một số cây cối và hy vọng là chúng sẽ không chết <laughs> bởi vì bạn nào mà theo dõi bên kênh gia đình Bim Bim Bắp Bắp của bắp thì sẽ biết là bắp trồng cây nó hay chết lắm các bạn à. à hy vọng là bỏ thêm một cái gì đó cho nó có thêm phần sinh khí sinh động để cho video của chúng ta coi nó được thư giãn hơn <laughs> hy vọng là sẽ thư giãn và quay trở lại với chủ đề review phim Ma Bắp Đọc thì ngày hôm nay à, có lẽ là video nó khá là ngang ngắn bởi vì hôm nay bắp chỉ đọc 3 câu chuyện thôi. Và thêm một phần gợi nhớ nữa là thông qua những cái câu chuyện review phim bắp đọc thì bắp muốn chia sẻ không chỉ là cái câu chuyện đó mà còn là những cái tâm tư tình cảm cũng như là những cái suy nghĩ của bắp nhiều về một số cái vấn đề trong cuộc sống nữa. À, cho nên nếu mà các bạn cảm thấy bắp hơi dài dòng thì xin lỗi, à, xin các bạn thông cảm nha. Thôi bây giờ thì mình đi vào bên trong cái câu chuyện đầu tiên đi ha. Để coi coi là như như của chúng ta ngày hôm nay sẽ review và cho chúng ta à, coi những cái câu chuyện gì Bởi vì đây là những cái bộ phim rất là ngắn, tầm khoảng chừng ba bốn phút thôi các bạn à, Và nó thuộc những cái thể loại à, thường là sẽ không mở đầu, không kết thúc Chỉ là những cái sự kiện nó diễn ra rất là bất ngờ, à, những cái điều kỳ bí Vì vậy cho nên chúng ta sẽ giống như là thám hiểm và Cũng như là phân tích coi là chuyện gì đã xảy ra trong cái đoạn clip đó à, Và bây giờ thì chúng ta đi qua cái video đầu tiên nhé Her last photo, tấm ảnh cuối cùng. Không sợ bản thân xấu, chỉ sợ đứa chụp hình cho mình không có tâm thôi. Có thể nói là đứa chụp hình gánh cái nhan sắc của mình cùng cả lưng. Mà khá bạc bẻo, đứa có tâm thì ít mà đứa vô tâm thì nhiều. Đôi khi chụp xong cầm xem tấm hình mà rớt nước mắt. Bởi không sợ kế địch mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội ngu như bò. Đó là nói mấy đứa bạn trời đánh của mình thôi. Chứ còn những trường hợp đang một ngày đẹp trời, gió đưa cành trúc la đà, đâu đâu xuất hiện mấy tấm hình mà ai đó chụp mình. Bản thân lại chẳng biết là ai. Thì nó lại là một cái cảm giác, nó khá gì và này nọ. Đó cũng chính là những gì mà Thanh sắp gặp phải sau đây. Thanh là một cô gái có thể nói là khá dịu dàng. Bạn chỉ cần nhìn qua căn nhà nhỏ của cô cũng có thể thấy được một phần tính cách của chủ nhân nó. Toàn bộ gian bếp, chén dĩa, ly tách đều được trang trí theo tông màu xanh dương pastel và trắng là chủ đạo là cô gái yêu màu xanh và ghét mấy cái đứa lanh chanh, nên cô chọn ngay chiếc áo len màu xanh đứng rửa chén cho hợp với gian bếp. Toàn bộ khung cảnh trong phòng bếp, đến cả những vật nhỏ và cả chiếc áo cô mặc, đều theo một tông màu xanh. Nó tạo nên cảm giác thật ngọt ngào, dịu dàng, thậm chí có thể nói là dễ chịu cho người xem. Mới đầu tưởng là xem nhầm phim ngôn tình lãng mạn không á chàng. Đạo diễn phim này là một minh chứng sống cho câu nói khi bạn có tâm hồn mộng mơ nhưng mẹ bạn bắt đi làm phim kinh dị. Ăn xong bữa tối, cô rửa nhanh mấy cái dĩ để có thể nghỉ ngơi. Trong lúc rửa chén, chẳng may chiếc nhẫn của cô rơi xuống đường ống thoát nước của bồn rửa chén. Cô vội khóa vòi nước, đưa mắt nhìn xuống chỗ lỗ nước. Cố gắng nhìn để tìm chiếc nhẫn. Đưa tay chuẩn bị thò vào lỗ thoát nước để nhặt chiếc nhẫn thì... Tiếng chuông cửa reo lên. Cô vội chạy ra cửa. Lên tiếng nhưng không ai trả lời. Mở cửa ra. Cô nhìn xung quanh cũng chẳng thấy bóng người. Duy nhất chỉ có một tấm hình được đặt phía dưới hành lang với dòng chữ Bắt được rồi Cầm tấm hình lên Lật qua mặt sau Thì trong hình không ai khác Chính là cô đang ngồi thiền Ngay chiếc thảm giữa nhà mặc bộ đồ xanh Đây cũng chính là bộ đồ cô đang mặc trên người Và cách đây một tiếng Cũng đã ngồi thiền ngay tại vị trí này Cũng chẳng suy nghĩ nhiều Cô nhìn sơ qua tấm hình Rồi quẳng nó vào sọc rác Điện thoại có tin nhắn cô tiến vào phòng ngủ để lấy điện thoại thì chẳng ai khác ngoài con bạn thân. Cô nói với con bạn thân của mình rằng đừng có làm phiền mình nữa. Tao biết đó là mày, chứ không phải ai khác. Thì ra Thanh nghĩ rằng người gửi tấm hình chọc ghẹo cô là con bạn thân của mình. Còn bà bạn thân thì cứ kiểu con điên này nó đang nói nhảm cái gì vậy trời. Chả hiểu chuyện gì cả. Đèn flash chóe sáng lên kèm theo âm thanh chụp của máy ảnh. Thanh đưa mắt nhìn xung quanh thì chuông ngoài cửa lại reo lên. Cô nhanh chân lết ra khỏi giường để chạy ra cửa. Nhìn qua lỗ tròn cửa, cô vẫn không thấy ai. Lúc này vẫn còn hào hứng lắm vì nghĩ rằng con bạn thân mình đang bày trò gẹo mình thôi. Mở cửa nhìn xung quanh không thấy ai. Một bức hình khác lại được đặt trước cửa cô kèm dòng chữ. Kẻ thua cuộc. Lật ngược tấm hình lại. Lúc này trên mặt cô nụ cười đã tắt. Đưa tay lên miệng hốt hoảng. Toàn bộ sự phấn khích lúc đầu đã biến mất. Giờ đây chỉ còn nỗi sợ hãi bao trùm lấy cô quăng tấm ảnh xuống đất Trong hình chính là cô đang nằm trên giường Lúc nhắn tin với bạn thân của mình Cửa lúc nào cũng được khóa Vậy là ai đã chụp những tấm ảnh của cô Vậy là cô không phải là người duy nhất Ở đây ư Vậy là đây không phải trò đùa của đứa bạn thân mình Là ai, là ai Đã chụp những tấm ảnh của cô Vội chụp lấy cái kéo trên bàn ăn Trốn vào góc tường ở căn phòng ngủ Từng tiếng khóc nứt bật lên Cũng đủ biết cô đang hoảng sợ tới mức độ nào Tay cầm kéo cứ đưa về phía trước vô định, trước mặt. Bản thân cũng chẳng biết đang phải đối mặt với thứ gì nữa. Cả cơ thể cô rung lên bần bật, rồi chẳng hiểu kiểu gì, lại ngủ thiếp đi. Người ta sợ quá thì xỉu, còn bà sợ quá thì ngủ quên, chịu bà luôn. Chắc tâm lý bà lúc đó là em đang sợ nhưng mà em buồn ngủ quá, hãy xí tì cho em ngủ tí rồi dậy em sợ tiếp được không? Giật mình thức dậy thì chỉ còn mỗi ánh sáng từ cây đèn ngủ ở góc phòng không thể bao trùm được cái bóng tối xung quanh cô. Tiếng chuông cửa reo lên, nhưng lần này nó reo lên rất lâu. Tiếng chuông cũng từ từ biến thành âm thanh quái dị. Lần này chẳng cần cô phải ra mở cửa, cứ ngồi yên đó. Cái thứ cần tới, nó sẽ tới thôi. Một bóng đen xuất hiện trước cửa phòng ngủ, thò đầu với bộ tóc dài lết thết. Nó từ từ trường cả cơ thể tới cô. Có thể nghe được tiếng xương kêu từng tiếng sắc sắc khi nó lao tới cô khuôn mặt như bọc một lớp thủy ngân, đôi mắt to trắng đục ngầu, miệng sai XXXL, được khoét thật sâu. Mái tóc đen dài xỏa rũ rượi. Nó đưa máy ảnh lên chụp miễn phí cho Thanh một tấm. Lúc này chỉ còn nghe thấy tiếng thét thức Thanh của cô. Đèn flash tróe lên, bức ảnh nhả ra. Trong hình chính là Thanh với đôi mắt trắng trợn ngược lên. Hai má hóp sâu vào trong, miệng méo mó. Và đó cũng chính là tấm ảnh cuối cùng của cô. Sau khi xem hết bộ phim thì mình chỉ thắc mắc mỗi việc là cái nhẫn kim cương lúc đầu phim bả làm rớt là mất thiệt luôn á hả? Bởi vậy, mấy bạn rút kinh nghiệm mai mốt đừng mang trang sức khi rửa chén nha, xem mà sót cả ví tiền. Cái bà ma trong phim chắc hồi lúc còn sống có tâm với nghề quá, nên lúc chưa chịu đi đầu thai mà còn ở lại để chụp hình free cho người ta. Phim tạo ra những bước ngoặt đánh lừa khá thú vị. Giống như đoạn đầu phim khi Thanh đang chuẩn bị thò tay xuống để nhặt nhẫn, kết hợp với âm thanh rùng rợn sẽ làm cho người xem nghĩ rằng mọi sự nguy hiểm sẽ bắt đầu ở đây. Một sự đánh lừa khá thú vị của đạo diễn. Bộ phim khá tinh tế, tỉ mỉ gây được điểm nhấn sợ hãi. Chỉ với 4 phút, người xem có thể thấy được sự chỉnh chu lẫn nỗi sợ mà đạo diễn muốn gửi gắm đến. Và đó là hết, à, cái câu chuyện đầu tiên đó là tấm ảnh cuối cùng. Như vậy là nạn nhân ngày hôm nay là Thanh, à, giống như các bạn hay đùa là gì? Um, bà Hoa thì có thụ giấy bắp cho nên chuyện nào cũng đặt tên Hoa. Còn uh, bà Nga thì có thụ giấy Như Như cho nên chuyện nào cũng đặt tên như, đặt, đặt đặt tên là Nga. Thì trong tập ngày hôm nay là đổi tên rồi các bạn, đổi tên thành Thanh rồi. Chắc sắp tới thì cũng đổi tình khác chứ để cho bà Hoa bị ăn hành hoài thế cũng tội. Quay trở lại về cái câu chuyện ngày hôm nay. Uh, như vậy là bà Thanh bà ở trong một cái căn nhà ma ha ta nhưng mà cái lúc mà cái con ma nó xuất hiện để nó chụp cái tấm ảnh cuối cùng thì cái vẻ mặt đó mà bắp thấy cái cái miệng mà hả ra sai xxxl là thấy ghê lắm luôn á, tại vì thường những cái nhân vật uh, huyền bí những cái nhân vật mà dạng như là không hi, không biết là quỷ hay là một cái sinh vật kỳ lạ nào cũng có thể là một sinh vật kỳ lạ nha, chứ mình không có mình không có tóm nó vào một trong cái trường hợp là là một con ma đơn thuần đối với những cái thể loại creepy pasta nó hay ở một cái là cái cái con đó nó xuất hiện nha, nó tạo cho mình một cái cảm giác sợ hãi rất là đặc biệt, nó là nó là một sinh vật sống ở đâu đó lẩn khuất trong bóng tối và ở bất cứ một địa điểm nào đó mà mình không biết là bất cứ khi nào nó sẽ xuất hiện và nó sẽ hại mình và nó không phải là hồn ma bóng quế nó không có phải là sẽ kiểu như là hồn ma thì sẽ được siêu thoát xe hoặc là sẽ bị trục xuất hoặc là sẽ bị thâu tóm còn riêng nó tạo cho mình một cái cảm giác là một cái sinh vật nó nhảy bổ ra nó hại mình hoặc là nó hù mình xong rồi nó lại lẩn khuất trong bóng đêm lẩn vào trong bóng tối và trốn mất và không ai bắt được nó Số ít người thấy nó may mắn sống sót thì còn kể lại được chứ còn đa phần. Những cái người nạn nhân của nó đều không có thể nào mà toàn mạng trở về. À, riêng về cái bộ phim này, ở khi mà cái con vật đó xuất hiện với một cái sai miệng là XXXL thì một số cái phim kinh dị nó đa phần bắp để ý á, nó sẽ có một cái điểm chung là khi mà tạo ra những cái con vật quái dị á, là đa phần cái miệng nó sẽ rất là to. Kiểu như là nó hả nó ra là cái miệng nó sẽ có thể ăn được cả thế giới theo đúng như là nghĩa đen á các bạn. Kiểu như nó hả ra là cái miệng mình như vậy là bình thường đúng không? còn nó hả ra nắng giờ cái miệng nó vậy nè các bạn nó cái miệng nó muốn rớt tới bụng vậy đó một là miệng to hai á, là tay và chân rất 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 là dài thứ ba là con mắt to ơi là to mọi thứ nó cân bằng thì nó sẽ hài hòa nhưng riêng về những cái sinh vật kỳ bí thì người ta sẽ làm một số bộ phận nó đặc biệt to hơn thì con mắt nó to nó chiếm gần như là cả cái khuôn mặt luôn còn lại những thứ khác thì nó lại rất là nhỏ cho nên mình nhìn vô mình cảm thấy cái hình ảnh nó khá là quái dị nhưng mà bắp chưa có thấy cái con quái vật nào mà mũi to nha kiểu như cái mũi nó sẽ rất là to và hai con mắt và miệng và và lỗ tai thì nó nhỏ không biết là nhìn nó sẽ như thế nào hay là hôm nào mình tạo ra thử cái con quái vật nhìn giống vậy coi nhìn nó như sao <laughs> nói chung là cũng hơi xàm nữa các bạn à, thôi thôi bỏ qua cái ý nghĩ đó của bắp đi quay trở lại thì um, đó là những cái câu chuyện creepy pasta nó hay như vậy lắm đó các bạn không mở đầu không kết thúc tuy nhiên nó lại để cho chúng ta một số cái cảm giác thương nhớ sâu sắc bây giờ chúng ta đi qua cái clip thứ hai nha cái clip thứ hai có tựa đề là smiling men người đàn ông cười ai cũng từng trải qua những thăng trầm của cuộc sống những lúc vui lúc buồn những lúc hạnh phúc hay những lúc đau khổ đến tột cùng chẳng có ai buồn mãi vì một chuyện và cũng chẳng có cuộc vui nào chẳng tàn em cũng chỉ là con gái thôi buồn là khóc hay vui là cười cái này không chỉ đúng với con gái mà con nào cũng vậy nếu bạn đang cười thì có nghĩa bạn đang rất vui tiếng cười càng lớn càng giòn càng nhây càng thô bỉ thì có thể thấy được niềm vui của bạn nó càng lớn nụ cười có thể giúp ta giải quyết được hầu như mọi việc vào những lúc khó khăn đôi khi chỉ cần nở một nụ cười là đủ có câu em đẹp nhất khi em cười thế thì em nguyện lúc nào cũng sẽ cười để luôn đẹp nhưng làm gì có ai có thể lúc nào cũng cười được chứ có chứ người đàn ông mình sắp nói đến sau đây lúc nào cũng có một nụ cười luôn hé trên môi thắng là nhân viên của cửa hàng tiện lợi anh kết thúc công việc vào lúc 2 giờ sáng. Vì chỗ làm cũng khá gần nhà nên anh thường xuyên đi bộ. Thực ra là do anh không có xe nên phải ráng đi bộ. Chứ nhà mà có xe, ai rảnh đi bộ. Vì đã 2 giờ sáng nên đường phố trở nên thật yên tĩnh. Mọi người ai cũng đã chìm vào giấc ngủ say. Giống như mọi ngày, anh đang lơn tơn đi về nhà. Cứ nghĩ rằng giờ này thì chẳng khác gì đường này của riêng mình anh. Nhưng anh nghe được tiếng bước chân tiếng bước chân ngày càng tiến lại gần anh từ phía đối diện một người đàn ông mặc một bộ vest màu xanh mạ chân đi đôi giày tây tạo nên tiếng lạch cạch mỗi khi bước từng bước đi là mỗi bước giống như những bước khiêu vũ bạn có biết từng bước di chuyển khi khiêu vũ không chân phải rồi chân trái đôi khi vai kia cũng nhúng theo từng nhịp kèm theo những cú đánh hông thật điêu luyện nhưng chẳng hiểu sao đầu anh ta cứ nghiêng một bên mặt thì lại ngửa lên trời và mặt thì lại nở một nụ cười thật tươi kiểu ngẩng mặt lên trời hận đời vô đối vậy thắng thấy anh ta vừa đi vừa khiêu vũ miệng khẽ cười khẩy lòng nghĩ chắc anh chàng này vừa mới tan một cuộc vui ở một quán bar nào đó nên vẫn còn phấn chấn vui vẻ lắm nhưng dù gì lúc này đường phố cũng vắng vẻ nên thắng đi qua phía bên kia đường để đi tiếp về nhà thiết nghĩ nên hạn chế gặp mặt hay tiếp xúc với ai lạ thì sẽ tốt hơn khi đi qua bên kia đường theo phản xạ thắng quay người lại để xem thử người đàn ông kia đã đi đến đâu rồi thì anh giật mình người đàn ông kia đứng từ bên kia đường nhìn thẳng qua phía anh gương mặt vẫn nở nụ cười đó nhưng toàn thân anh ta chẳng nhúc nhích gì cứ đứng im đó như một bức tượng và nhìn qua thắng anh tiến thêm vài bước nữa dự cảm chẳng lành anh quay đầu lại nhìn phía sau người đàn ông kia đã ở phía sau anh hắn ta quỳ xuống, kiểu mà mọi người hay thấy khi các vận động viên chuẩn bị chờ xuất phát trong các cuộc chạy đua việt giả vậy đó. Nỗi sợ hãi bắt đầu xuất hiện trong suy nghĩ của Thắng. Anh bắt đầu thở gấp, mắt không rời vào người đàn ông mặc vest kỳ lạ kia. Người đàn ông kia từ từ đứng dậy, từng bước đi lại chỗ của Thắng. Lần này anh ta không đi tướng khiêu vũ nữa, mà anh ta vừa đi vừa khủy chân, hai tay đưa ra phía trước giống hệt con cào cào thắng thì dường như quá sợ hãi anh chẳng thể nào di chuyển được cứ đứng đó như trời trồng người đàn ông kia tiến sát lại anh đầu vẫn nghiêng một bên ánh mắt vô hồn nhìn lên trời miệng vẫn nở cái nụ cười như ban đầu thắng lắp bắp hét lên anh muốn gì thì người đàn ông kia quay đầu nghiêng sang phải nghiêng sang trái rồi quay lưng lại đi về phía sau từng bước đi của hắn vẫn kỳ quặc Thắng thấy ông ta quay lưng bỏ đi. Anh thở phào nhẹ nhõm. Quay lưng chưa kịp bước đi thì Thắng thấy người đàn ông kỳ quái kia đang chạy thật nhanh về phía anh. Thắng chỉ biết cắm đầu cấm cổ chạy, chạy mãi, đến khi hết hơi. Anh dừng lại nhìn về phía sau thì chẳng thấy người đàn ông kia đâu cả. Vừa ngước lên thì người đàn ông kia đã đứng trước mặt anh lúc nào không biết. Đầu vẫn nghiêng một bên, đôi mắt nhìn chằm chằm vào anh. Và điều kỳ lạ nhất là anh ta vẫn luôn cười. Phần làm cho đoạn phim này trở nên đáng sợ hơn hết là việc người đàn ông mỉm cười không bao giờ trực tiếp nhìn vào nhân vật chính cho đến khi kết thúc. Anh ta mơ hồ nhìn chầm chầm vào thứ gì đó phía trên mình. Trong toàn bộ clip, ai cũng mong chờ anh ta nhìn vào nhân vật chính hoặc thậm chí là người xem. Nhưng khuôn mặt anh ta chỉ hơi nghiêng ra ngoài. Nó làm tăng thêm khí cảnh kinh dị. Vào thời điểm anh ta nhìn thẳng vào thắng, nụ cười hưng phấn kia dường như đang cố che chắn cho các hành vi kỳ quặc kia nó khiến bạn có thêm ảo tưởng rằng người đàn ông hay cười không phải là con người và hơn thế nữa chỉ là một thứ đang cố giả vờ cố gắng trở thành một con người có thể nó là một cái thứ gì đó đang học cách thức hành vi của con người một cách vụng về chưa thành thạo không biết mọi người như thế nào chứ quan điểm cá nhân của mình những người hay cười cười đa phần là những người nguy hiểm kiểu họ giỏi ngụy trang che giấu cảm xúc đôi khi mình không thể hiểu được họ họ luôn cố tạo cho mình một vỏ bọc hay một bức tường vô hình với những người xung quanh. Cái kiểu mà, cố tỏ ra là mình ổn, nhưng trong thâm tâm nước mắt là biển rộng. Cái này là mình nói người ta thôi, chứ còn bản thân mình mà cười, thì chỉ đơn giản là mắc cười nên cười thôi. Mọi người đừng suy nghĩ nhiều nha. <laughs> Tự nhiên đọc cái khúc cuối thấy nhột nhột, thấy nhột nhột, các bạn kiểu như là bóp là bên ngoài là lúc nào cũng tươi cười hết đó. Ai thấy bóp là cũng thấy nụ cười của bóp đầu tiên á các bạn nhưng mà nó có che giấu cái gì đâu không có hề nguy hiểm nha các bạn bắt không hề nguy hiểm các bạn nữ xa lánh bắp bắt không hề nguy hiểm một tí nào quay trở lại về trong cái câu chuyện cái clip ngày hôm nay thì hình như là bắp đã có coi ở đâu đó rồi à, về một cái anh này anh đi ban đêm và anh gặp một cái người quái dị và cái người quái dị đó cứ thoát ẩn thất hiện và làm những cái hành động khá là kỳ lạ à, nhưng mà khi mà bắp coi thì bắp cứ thấy là cái người đàn ông đó cái tướng đi nó không hiểu sao nó lại khiến cho bắp liên tưởng tới một cái nhân vật rất là nổi tiếng đó là joker cái cách mà cái ông joker ổng đi á và cái cách mà ổng ngông với đời á thấy thấy cũng khá là dị dị á à, cho nên cái hình ảnh mà cái người đàn ông trong cái đoạn clip này khiến cho bắp liên tưởng tới hình ảnh của joker tuy nhiên về cái người đàn ông kỳ lạ ở bên trong cái câu chuyện này thì không hiểu tại sao nửa đêm mà cứ quái dị đi như vậy đã vậy còn cái cái đoạn mà quỳ xuống để mà lấy đà phóng chạy tới đó lúc đó sợ chứ tự nhiên mình đang đi trên đường có hai người mà có một người quỳ xuống lấy đà kiểu như là cảm giác người đó sẽ phóng và chạy tới chỗ của mình và sẽ có thể là làm tổn hại mình á mà mình không biết là người kia mạnh như thế nào mình không thể nào mà kháng cự được mà không biết là xung quanh có đồng bọn hay không bỏ qua cái yếu tố siêu nhiên bình thường thôi là mình cũng đã thấy nó dị dị rồi cộng thêm cái cái sự phân tích của như ở lúc cuối là có thể ở đây là một cái sinh vật nào đó có thể mới có được cái lốt của con người thôi và sau này mới thực sự là đang học cách Di chuyển của một con người, cách đi lại Thì có thể là cái con vật này nó chỉ mới học được cái cách cười của con người thôi các bạn Cũng là một cách phân tích khá là hay Còn nếu như mà mình không muốn tin vào bên cái mảng kỳ dị quá Thì mình sẽ nghĩ đó là một người đàn ông kỳ quái thôi Bởi vậy cho nên thông qua cái câu chuyện này cảm thấy cái việc mà mình đi đâu một mình nó rất là nguy hiểm à, Thật sự là nhiều khi mình coi tin tức bắp không dám coi luôn á các bạn Bởi vì mình càng coi thì mình lại càng sợ ấy Uhm, bình thường bắp đi ra ngoài chợ mỹ á mình đi chợ thì cũng có những cái nơi người ta dán rất là nhiều hình ảnh của những người người ta bị mất tích á tầm khoảng chừng mười mấy hai mươi mấy tuổi cũng có mà không mình cứ suy nghĩ trong đầu ồ tại sao những người này lại bị mất tích mà tới bây giờ không có ai tìm ra hết á chuyện gì xảy ra với họ họ có sao không có thể là một số người quá là trẻ tuổi ví dụ mười lăm mười sáu tuổi á một số bạn nhỏ nổi loạn á thì sẽ bỏ nhà ra đi à, thì có thể là chuyện gì xảy ra với họ thì mình không biết có thể một số người gặp nạn mất tích một số người thì họ bỏ nhà ra đi và họ không muốn quay trở về thì gia đình chỉ đang tin tìm kiếm thôi nhưng mà họ trốn nhà đi mà cho nên dĩ nhiên là họ sợ không quay trở về khi mà đọc những cái tin mất tích đó cũng với những cái phim kinh dị liên quan với những cái vụ mất tích đó, thì mình cũng thấy ấn ấn đề cao cảnh giác luôn á các bạn thật sự nhiều khi ở những nơi mình nghĩ là thân quen những cái nơi mình nghĩ là mình cứ đi hoài đi hoài à, nhưng mà thực sự cũng không biết là khi nào sẽ có những cái người nguy hiểm người ta ở đó cho nên để mà bảo vệ bản thân mình á tránh xa những cái nơi mà tối ít người vắng người à, mình đi thì đi đông người có bạn có bè thì có chuyện gì thì còn có nhau hoặc là mất tích thì mất tích luôn một đám thì cũng vui ừ cũng hơi vui chứ đi một mình ơn lâm luôn các bạn thậm chí là tới buổi tối trong khu phố nhà bắp mà cũng không dám một mình đi lấy thư nữa Kiểu như là mình càng ngày càng sợ chết á các bạn, càng ngày càng sợ gặp nguy hiểm cho nên uh, mình cứ đề cao cảnh giác là tốt. Uh, người ta nói là cẩn tắc vô ấy nấy mà đúng không? Khoan khoan để tìm. Cái bị bình thường bắp hay nói mấy cái câu mà kiểu như bày đặt bắt trước nói văn chương á thành ra cái câu nó sai bét nhè. Cẩn tắc vô ưu, cẩn tắc vô ấy nấy. Better safe than sorry có nghĩa là tốt hơn là mình giữ sự an toàn cho mình hơn là sau đó mình sẽ phải tiếc nuối bởi vì những cái chuyện xấu nó xảy ra đó đúng lâu lâu nói được câu đúng cận tắt vô áy náy nha các bạn và quay trở lại cái câu mà như như nói là những người mà người ta giỏi ngụy trang che giấu cảm xúc um, luôn tỏ ra một cái vỏ bọc hay là một bức tường vô hình với những người xung quanh um, cái kiểu mà cố tỏ ra là mình ổn nhưng trong thâm tâm nước mắt là biển rộng thì động tới đây bắp nói sở dĩ hồi nãy bắp nói hơi nhột nhột là bởi vì đó là cái kiểu cái kiểu tính cách của bắp luôn ấy là cho dù có chuyện gì xảy ra thì bên ngoài cũng cứ cười 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 người ta không có biết là trong đầu của mình nghĩ gì hết đó các bạn à, ví dụ như cái chuyện buồn hay là có cái chuyện gì mà nó khó khăn thì bắp sẽ tự mình giải quyết không có bộc lộ ra bên ngoài à, bực bội hay cái gì đó thì nếu mà mình cảm thấy là ngày hôm đó mình bực bội và mình không cười nổi nữa thì mình sẽ ở nhà mình sẽ làm những cái việc nào đó khiến cho mình vui hơn hoặc là thư giãn hoặc là làm gì đó chứ không có nói ra bên ngoài những cái chuyện buồn hoặc là những cái trăn trở khó khăn của mình. Nói chung á là theo như bắp cảm nhận á là cái con người của mình sẽ thay đổi qua từng thời gian. Đó là khi bạn 15 tuổi, các bạn nhìn nhận một vấn đề nó sẽ khác. Khi bạn 25 tuổi thì cái vấn đề bạn nhìn lại cùng một vấn đề nha thì bạn lại có một suy nghĩ khác nữa và khi bạn 30 tuổi, 35 tuổi thì cứ qua một mốc thời gian nhìn lại cùng một vấn đề nhưng cái cái cách suy nghĩ của các bạn thay đổi rất là nhiều. Bởi vì ngày xưa bóc cũng giống như những người khác thôi có chuyện gì buồn á là lên Facebook la làng à các bạn. Nói chung là bị đứt cái tay thì cũng chụp hình bỏ lên Facebook là mình vừa bị đứt đứt, đứt tay nè mấy bạn ơi mình vừa bị đứt tay nè trời đau ghê. Nhưng và sau này thì cho dù là có dao dầm trong tim thì cũng phải im lặng mà chịu đựng thôi à, bởi vì chính mình là người hiểu rõ cái nỗi đau đó nhất và chính bản thân mình sẽ biết cách hàn gắn và chữa trị vết thương đó cái việc mà la lên cho người khác biết hoặc là chia sẻ đôi khi nó lại không có mang đến những cái điều tích cực mà thậm chí còn tiêu cực nữa à, vì vậy cho nên có những cái khoảng thời gian mình sẽ chiêm nghiệm và mình sẽ um, có những cái nhìn sâu sắc về cuộc sống hơn đối với bắp là khi ví dụ như mình gặp chuyện không vui chẳng hạn mình nói với một người mà thương mình thật sự như người thân của mình á thì họ cũng sẽ cảm thấy không vui kiểu như họ sẽ thương mình họ sẽ lo cho mình thì những gì mà mình kể cho họ thì chỉ khiến cho họ lo lắng thôi thay vì như vậy thì mình chịu đựng và mình giải quyết cái vấn đề đó và đặc biệt là bác luôn suy nghĩ tích cực có thể là giai đoạn đó mình gặp gian nan nhưng mình biết là nó sẽ không bao giờ mãi mãi như vậy nó sẽ tốt hơn ngày hôm sau nó luôn luôn sẽ là ngày tốt hơn vì vậy cho nên khi mà qua rồi thì thôi mình kể ra cho người khác thì chỉ khiến cho người khác lo lắng thôi nếu mà đó là người thương mình thật sự hoặc đối với những người mà người ta ghét mình á thì khi nghe những cái chuyện đó thì họ cũng chỉ cười hả hê thôi chứ chả giúp được gì vì vậy cho nên thôi cứ âm thầm mà xử lý mọi chuyện thì đó là suy nghĩ hiện tại của bắp có thể là qua vài năm nữa thì bắp lại có suy nghĩ khác lại khi đứt tay liền đăng hình lên facebook để la lên cho mọi người cùng biết cũng chẳng hạn nói chung là không có cái nào là đúng cái nào là sai chỉ là cái thích hợp nhất cho khoảng thời gian và cũng như là cái lứa tuổi cái suy nghĩ của mình ở một cái thời điểm nhất định đó mà thôi và bây giờ thì chúng ta đi qua cái clip cuối cùng nha trợ bắp nói nhiều quá các bạn cái clip cuối cùng có tựa đề là last bus home chuyến xe bus cuối cùng chắc hẳn ai cũng đã quá quen thuộc với câu nói có hai thứ không nên bỏ lỡ một là chuyến xe bus cuối cùng về nhà và hai là người thương mình thật lòng trọng điểm hôm nay chúng ta sẽ nói đến là chuyến xe bus cuối cùng chuyến xe cuối luôn mang lại cho người ta nhiều cảm xúc khó quên là chúc hạnh phúc khi không bị nhỡ chuyến xe là niềm vui vì mình đã ra trạm kịp lúc là luyến tiếc với những điều còn dang dở trong một ngày đã trôi qua là mong chờ giây phút trở về căn nhà ấm cúng là bao nỗi niềm thật khó diễn tả hôm nay chúng ta cùng hoa theo chân cô trải nghiệm chuyến xe bus cuối cùng trong ngày nó có đem lại cho bản thân chúng ta nhiều cảm xúc đúng như trên không ha cũng đã hơn 8 giờ tối. hòa rảo bước đi dọc theo vỉa hè. Đường phố tấp nập xe qua lại, ánh đèn đường vàng chiếu sáng cả con đường. Cô vừa đi vừa nghe điện thoại tám với đứa bạn thân, Luyên Thuyên nói liên mồm. Cô đi đến trạm xe bus ngay sau khúc cua của đoạn đường. Chẳng hiểu sao. Đoạn đường lớn ban nãy cô đi ngang qua thì xe cộ đông đúc, tiếng còi xe in ỏi. Nhưng vừa qua khúc cua chỗ trạm dừng xe bus thì đường phố vắng vẻ khác hẳn khung cảnh ban đầu. Chắc có lẽ ở đây là một con đường nhỏ nên ít người qua lại hơn so với đoạn đường lớn kia. Cô đeo tai nghe, bực một bản nhạc nhắn tin cho mấy đứa bạn thân trong nhóm. Tận hưởng những giây phút yên tĩnh này. Đối diện cô cũng có một trạm dừng khác, kiểu hai trạm dừng đối diện nhau để đi hai tuyến đường khác nhau. Mãi lo nhắn tin, khi cô ngước mặt lên thì thấy một chàng trai mặc chiếc quần jean và áo khoác hoodie ngồi ở ngay trạm đối diện cô. Trên tay anh ta cầm một lon nước, lấy trong túi ra một lọ thuốc. Đổ thuốc ra tay rồi uống kèm với một ngụm nước. Cô cũng chẳng quan tâm mấy đến anh chàng này. Đúng thôi, việc ai nấy làm cũng tốt. Mặc dù chẳng quen biết, anh chàng bắt chuyện với cô trước. Gọi cô bằng cái tên khá dễ thương, Cinderella. Anh ta nói rất nhiều, cứ luyên thuyên mãi, còn riêng cô thấy hơi khó chịu, nên chỉ đáp trả vài câu cho có lệ. Vừa dứt lời, anh ta bắt đầu nôn mửa ngay tại chỗ ngồi, cũng vừa lúc xe bus tới anh ta bước lên xe cô cứ nhìn theo mãi chiếc xe bus kia cô bỗng giật mình khi bên cạnh có người nói chuyện với cô không ai khác chính là anh chàng hồi nãy nhưng mà chính mắt cô đã thấy anh ta bước lên xe bus rồi mà và cả cái bãi nôn của anh ta ở ngay trạm cũng tự nhiên biến mất mọi thứ vô cùng sạch sẽ như chưa hề có chuyện gì xảy ra cô giật mình mặc kệ anh ta ngồi nói chuyện cô đi qua trạm dừng phía bên kia đường ngồi. Bạn có thể hình dung là cô ấy và anh chàng đổi chỗ cho nhau vậy. Lúc này, cô cũng đã bắt đầu hơi sợ hãi. Cô gọi điện để đón taxi về nhà cho nhanh, nhưng điện thoại cô hết pin. Bảo đảm lúc này bạn nghĩ trong bụng. Ai biểu lúc nãy lo tám với mấy bà bạn thân chi, rồi giờ hết pin điện thoại này ha. Cô cứ đứng đó, ngóng về phía cuối đường xem chiếc xe bus đã tới chưa. Đến khi nhìn qua phía chỗ anh chàng kia ngồi thì anh ta đã ngã gục xuống đường từ lúc nào không biết. Dưới đất, những viên thuốc của anh ta văng tung tóe. Cô cứ đứng gọi anh ta mãi, nhưng anh ta không trả lời. Cứ nghĩ rằng đây là trò đùa chọc ghẹo của chàng trai thôi. Gọi mãi thấy không yên tâm, nên cô quyết định chạy sang và xem tình hình thế nào. Cô lay người anh, nhưng anh không có động tĩnh gì. Cả người của anh nằm úp xuống đường, nên cô cố xoay người anh ta dậy vừa xoay người của chàng trai gương mặt của anh ta hiện rõ đôi mắt nhìn thẳng trừng trừng vào cô rồi từ từ tất cả mạch máu của anh ta nổi lên đôi mắt kia biến thành hõm đen sâu hút lúc này trong anh ta không khác gì một cái xác chết đã bị phân hủy từ rất lâu đã lộ ra từng xương hàm cô bàng hoàng lúc này là không bình tĩnh nổi nữa rồi và cô cũng biết chắc chắn đây không phải là một trò đùa của ai đó nữa cô vội lùi bước ra phía sau chưa kịp hoàng hồn nhìn vào chiếc kính ở trạm dừng thì anh ta lại xuất hiện kế bên cô với hình dạng ban đầu khẽ nói với cô tôi ở đây cũng đã lâu lắm rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi nghe xong cả người cô như có một cơn gió lạnh chạy dọc theo khắp người cô cô theo phản xạ nhìn lại phía sau nhưng toàn bộ khung cảnh lúc này ở đây không hề có một ai ngoài cô chỉ riêng mình cô trong toàn bộ không gian tĩnh lặng, không một chiếc xe, không một bóng người qua lại. Cô vẫn còn đang hoảng loạn chưa biết chuyện gì đang diễn ra ở đây. Thì cuối cùng, chiếc xe bus mà cô đang chờ đã đến. Cô vội leo lên xe, thở phào nhẹ nhõm. Chiếc xe bus cứ thế, chạy tiếp rời khỏi trạm. Phía bên góc cây gần trạm dừng được đặt những bó hoa xinh xắn kèm theo một tấm hình. Và người trên tấm hình đó không ai khác chính là chàng trai mà cô đã gặp các bạn có nhớ khoảnh khắc mà anh ta nói chuyện với cô nói rất nhiều không anh ta kể về bản thân mình lý do vì sao anh ta ở đây theo mình hiểu là về cơ bản anh chàng đang ở một bữa tiệc tại nhà và đã uống khá say với một người lớn tuổi sự vào thì lời ra chắc chắn đã xảy ra cuộc cãi vã hoặc điều gì đó khiến anh ta tức giận ngay sau đó anh ta bị đuổi ra khỏi nhà và đi đến trạm dừng xe bus để đi về. Một đống thuốc khiến mình tự đặt câu hỏi. Liệu anh ấy đã tự sát bằng việc dùng thuốc quá liều hoặc cũng có thể là do trầm cảm? Anh ta chết, bức ảnh kỷ niệm về anh ấy ở ngay gốc cây. Màu hoa rõ ràng là không nhìn thấy. Lúc đầu khi cô ấy đến trạm dừng đó. Khoảnh khắc khi anh ấy nói mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi đã ở đây nhiều năm nay và khi cô quay lại, anh ấy không có ở đó đã khiến mình ấn lạnh sống lưng nhưng đồng thời nó thật sự khiến mình xém khóc vì thật sự rằng anh ấy đã bị bỏ rơi anh ấy bị chính những con người sống chung trong xã hội xa lánh ghẻ lạnh có lẽ đó cũng chính là nguyên nhân anh ta tự tử một đoạn phim tuy ngắn thôi nhưng đã để lại cho người xem rất nhiều cảm xúc cả sợ hãi lẫn cảm động con người ai cũng xứng đáng được yêu thương được quan tâm hãy dành dù chỉ là một ít thời gian thôi dù là một hành động nhỏ thôi để có thể hỏi thăm quan tâm đến những người xung quanh mình bạn đâu biết được rằng đôi khi chỉ những hành động nhỏ nhặt đơn giản thôi đã có thể làm ấm lòng một con người cô đơn bị vây bủa bởi hàng ngàn những suy nghĩ tiêu cực sống đừng ngại cho đi yêu thương hãy yêu thương khi còn có thể hãy nhớ rằng dù trên đời không có ai yêu thương mình thì vẫn có bản thân mình yêu thương mình mình không thương mình thì còn đợi ai thương mình Bản thân mình không biết tự quý trọng mình thì còn đợi ai nữa đúng không nào? Cuộc sống là cho đi, hãy cứ nghĩ rằng nó sẽ như một vòng tuần hoàn. Chúng ta đều cho đi rồi sẽ có ngày mình nhận lại được, không từ người này thì sẽ từ người khác. Và đó là hết cái clip cuối cùng của chúng ta ngày hôm nay. Wow, thực sự là từ bữa tới giờ mình đọc những cái câu chuyện thuộc thế loại như là Creepypasta. Không à, hôm nay là cái clip đầu tiên mà bắp cảm giác như là đúng như là review phim ma luôn á. Thì cái này cũng là một dạng của phim ma rồi. Thì giống như 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 đã phân tích ở khúc cuối đó, thì bắp nghĩ là anh chàng này đã chết ở ngay chỗ cái gốc cây ở cái trạm xe bus đó. À, có thể là bị uống thuốc rồi lên cơn và chết ở ngay đó. Và người ta cũng có đặt hình và tưởng niệm ảnh luôn. Nhưng riêng về Hoa chả biết hợp phía hay sao tới đó lại bị ảnh dọa cho à, là ban đầu là thấy hồn ma của ảnh đó mà Hoa không biết là ma. Đi cứ lặp đi lặp lại như vậy cho đến cuối cùng thì Hoa vẫn thoát khỏi được. Thì giống như là ảnh hiện lên ảnh dọa cho người ta biết. Giống như bóp hay thường nói với bạn bóp là đôi khi ở nhiều nơi đó, có người ta thường hay cho mình ám hiệu là có người ta ở đó để mình biết là có những cái hồn ma hoặc là những cái linh hồn ở đó chứ họ không có ý gì hết họ không có ý là muốn hại mình thì trong cái câu chuyện này anh chàng đó cũng chỉ muốn cho hoa biết là ảnh đã ở đó rất là lâu rồi và ảnh cứ lặp đi lặp lại cái vòng tuần hoàn cái vòng lẫn quẩn đó và không có thoát ra được thì có thể là như vậy nhưng mà khi mà bắp đọc tới cái đoạn mà hoa cứ thấy một cái anh tới nói chuyện với mình xong cái ói một bãi rồi đi lên xe bus rồi quay ngược lại thì giống như một cái vòng lặp đó các bạn thì khi đó bắp không có biết đây là một cái câu chuyện ma, bắp chỉ nghĩ là ồ có khi nào đây là một cái câu chuyện liên quan tới cái vòng lặp không hồi kết hay không. Đó là thường thường bắp hay coi mấy cái bộ phim hoặc là một đọc một số cái câu chuyện nó thuộc về cái thể loại thời gian, uh, timeline là một cái uh, chu kỳ thời gian khi mà họ vô tình bước vào bên trong đó thì sẽ có những cái sự việc nó cứ lặp đi lặp lại hoài là họ đã vô tình bước vào trong vòng lặp của thời gian. Đó là ví dụ trong 10 phút đó các bạn là ăn xong cái tô mì, uống xong ly cà phê, đứng dậy rửa chén, rồi lại quay trở ngược lại, là cái thời gian nó lại quay trở ngược lại là lại tiếp tục ăn mì, uống cà phê, rửa chén và cái vòng lặp thời gian trong vòng 10 phút đó các bạn cứ lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại cái việc đó cho đến khi bạn nhận ra là mình đang ở trong một vòng lặp và bạn không thể nào thoát ra khỏi cái vòng lặp đó thì có những cái nhiều thực sự là bóc coi nhiều phim có liên quan tới cái vòng lặp và đặc biệt là bóc thích những cái bộ phim liên quan tới thời gian về timeline thì ban đầu những cái sự việc nó xảy ra nó xảy ra nhiều đến độ mình cảm giác như là nó giống như là đề trà vui vậy đó hình như là cái này nó xảy ra rồi mà rồi tự nhiên mình lại sực sững ra mình á ủa cái việc mình đang làm hình như nó xảy ra rồi rồi tự nhiên đến một lúc nào đó nó xảy ra nhiều đến độ các bạn bắt đầu nhận ra và đặt câu hỏi cho bản thân là có khi nào mình đang ở trong một phòng lập hay không những sự việc này đã xảy ra rồi và không chỉ một lần mà rất là nhiều lần và bắt đầu các bạn mới Uh, tìm cách thoát khỏi cái vòng lặp đó thì có rất là nhiều bộ phim nói về những cái vòng lặp này mà coi á các bạn nó cuốn cực kỳ luôn nó khiến cho mình hát não và đặc biệt nó tạo cho mình một cái cảm giác có thể là nếu mà bạn bắp nhớ thì bắp sẽ để một số tựa đề phim nha. Uh, khá là hay về những cái vòng lặp thời gian mà bắp đã từng coi thì các bạn có thể tìm coi nếu mà các bạn cũng thích về cái gu phim giống như vậy bởi vì khi mà coi phim về những cái vòng lặp á các bạn cái cảm giác nó mang đến cho mình khác với các bạn coi phim kinh dị lắm nó là một cái nỗi sợ và một cái gì đó nó mình không có diễn tả thành lời được mình bị cuốn vào trong cái câu chuyện và mình tưởng tượng ra là cái cảm giác khó thở bất bí thật sự khi mà mình nghĩ là nếu mà mình rơi vào trong cái vòng lặp đó mình tìm cách mình thoát ra khỏi cái vòng lặp đó nhưng mà không bao giờ thoát ra được thường trong tất cả những cái bộ phim về vòng vòng lặp thời gian á sẽ không bao giờ thoát khỏi được cái vòng lặp đó. À, mình nghĩ là mình đã thoát ra rồi nhưng mà cuối cùng thì vẫn quay trở lại về điểm xuất phát của cái vòng lặp thời gian. Và đặc biệt là những cái phim này nó hát não lắm các bạn. Nó rất là khó hiểu, nó rất là hát não. Cho nên nó bắt coi bắt không có kể nổi lượng sức mình mà kể thôi những bộ phim nào mà bác nghĩ bác kể nổi thì bác kể còn những cái bộ phim đó mà mình nghĩ là wow nó rất là hay nhưng mà thật sự mình kể không nổi cho nên chỉ có thể giới thiệu cho các bạn để tìm coi và trải nghiệm thì nó sẽ hay hơn À, và bắp nhớ là có trời ơi tự nhiên kể tới đây bắp nói là chỉ đọc ba câu chuyện nhưng mà trong cái khoảng thời gian đọc truyện thì bắp nhớ về những cái bộ phim nào mà bắp coi có những phân cảnh nó khá là hay thì bắp sẽ chia sẻ với các bạn nha những cái phân cảnh nào mà ám ảnh bắp cho tới tận bây giờ thì có một khoảng thời gian coi phim ma có những cái phân cảnh nó ám ảnh bắp nhưng mà bây giờ coi lại thì bà cái thứ bà đồ yêu sợ gì bây <laughs> giờ mình lớn rồi các bạn mình trai trai cảm xúc rồi không sợ nữa như là cái phân cảnh mà của bà kayako của phim ma cái bà ma ám ở trong nhà À, bà leo tử trên cầu thang xuống xong rồi bà bà ở xong cái máu trong miệng của bà chảy ra thì ngày xưa coi hồi còn nhỏ mà thời vô tri với các bạn coi sợ giờ coi lại bình thường không sợ nữa à, rồi cái phân đoạn mà hình như cũng phim đó hay phim nào mà cũng là của nhật là cái bàn tay mà trắng bút á à, cứ nhớ là phân cảnh đó là có một người đang tắm xong rồi Quyên cái bàn tay trắng bút ụp lên trên đầu á sợ mỗi lần tắm là sợ nha các bạn nghĩ tới cái cảnh đó là chỗ khi nào mình đang mình đang gội đầu cái mình sợ trúng cái bàn tay ông trời không dám nhắm mắt luôn nha các bạn các bạn nào mà có bị đặc biệt là các bạn nữ rửa mặt sẽ lâu hơn các bạn nam bởi vì mình còn skin khe bỏ xà bông lên trên mặt rồi mình rửa mặt thì mình sẽ nhắm mắt lâu hơn á hồi xưa các bạn lúc mà rửa mặt là bắt rửa, <laughs> rửa nhanh lắm bởi vì biết sao không? sợ không hiểu sao là cứ sợ là mình nhắm mắt ra thì cái người ở trong gương á sẽ khác không phải là mình mình sẽ là một cái hình phản chiếu khác hoặc là khi mà mình nhắm mắt lại là con ma nó sẽ xuất hiện kế bên mình nhưng mà không hiểu lúc đó bắp nghĩ gì cái việc mà mình nhắm mắt với cái việc mà mình mở mắt thì cái việc nào nó sẽ an toàn hơn mình nhắm mắt mình không thấy nó thì nó sẽ an toàn hơn là mình mở mắt chứ đúng không mình mở mắt mình thấy nó hay là mình mở mắt mình thấy là không có ai thì mình mới cảm giác là an toàn bắp chả hiểu nữa nhưng mà cái lúc đó là chỉ muốn làm cho thật là nhanh để mà mở mắt ra thôi để nhìn xung quanh là không có ai thì mới cảm giác được an toàn thôi cho nên cái việc mà nhắm mắt lúc bấy giờ là khiến cho bắp cảm thấy khá là sợ hãi đó thì đó là cái lúc mà còn nhỏ thôi các bạn dường như là bác cảm nhận như là trái tim của bắp đang dừng mạnh mẽ hơn qua từng năm tháng đó vì vậy cho nên là sau coi lại À, những cái bộ phim đó để bắp kể thì bắp thấy bình thường không có gì đáng sợ nữa nhưng mà có một cái bộ phim một cái phân cảnh mà nó ám ảnh bắp cực kỳ luôn á bây giờ mà bắp nghĩ tới phân cảnh đó nó còn rất là khủng khiếp đó là một bộ phim có liên quan tới vòng lặp thời gian hơi chết rồi bây giờ bắp mời lỡ kể cái phim đó thì có khi nào spoil cho các bạn biết cái khúc đó không ta xin lỗi các bạn trước là nếu như bắp có spoil phim đó nha mà bắp cũng không nhớ là phim gì nữa bắp chỉ nhớ là có một cái phân đoạn đối với những cái phim về vòng lập thời gian là phải coi trên hai lần trên hai lần và mỗi lần coi là mình cảm giác nó vẫn như vậy nó vẫn hay như vậy tuyệt vời luôn á các bạn mê lắm thì cái phân cảnh mà bắp nói là bắp ám ảnh tới bây giờ là chỉ có một cái phân cảnh đó thôi á là dạng như là có rất là nhiều người ở trên một cái chiếc thuyền Phiêu bắp kể tới đây chắc là các bạn nào nghe rồi sẽ nhớ à và ban đầu là họ không nhận ra là họ ở trong vòng lặp thời gian cho đến khi mấy lần lặp 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 như vậy xảy ra thì họ bắt đầu nhận ra là họ ở trong vòng lặp thời gian và họ bắt đầu uh, tìm cách để thoát ra nó thì đối với vòng lặp thời gian thì cho dù bạn nhận ra hay không nhận ra bạn cũng không có cách nào thay đổi được cái kết cục hết thì có cái chị đó cái kết cục của chị á là bị bị thương rất là nặng và sau đó chị chạy lên trên cái tầng cao nhất của chiếc um, chiếc tàu á các bạn giống giống như là trên sân thượng của cái tàu không bác chả biết gọi là cái gì nữa nhưng mà cái tàu đó to lắm và chạy lên trên cái tầng trên cùng á thì cái kết cục của chị là chị chạy lên trên đó và bị chị bị chết ở trên đó thì có một cái phân đoạn á là những cái phần đầu á là chị không có nhận ra là chị ở trong phòng vòng lập thời gian bởi vì gọi là vòng lập thời gian mà cho dù các bạn có chọn cái lựa chọn nào đi nữa thì cái kết quả nó vẫn như vậy thì chị cứ chạy đi đây chạy đi kia cuối cùng chị vẫn sẽ chết ở ngay cái địa điểm đúng một cái địa điểm đó là ở trên cái tầng trên cùng của cái tàu thì có một cái phân đoạn á thì ban đầu nó chỉ cho chúng ta biết là ở ừ, chỉ chết ở đó thôi nhưng mà đến một cái phân đoạn cuối là xin lỗi trước nếu mà bóc cái spoil rồi các bạn nha thì có một phân đoạn là chỉ chạy lên trên đó trời ơi quay cái khung cảnh xung quanh đó các bạn khủng khiếp nhìn nó hả có bóc nghĩ là trên năm chục sáu chục cái xác chết bị thương nặng trên người nằm chết ở trên đó mà khủng khiếp hơn nữa là năm sáu chục cái xác chết đó cùng một người chính là cái chị mà bắp nói với các bạn á là định mệnh là chết ở ngay chút khúc đó tức là qua mỗi một vòng lặp là có một người chết qua mỗi một vòng lặp là có một người chết mà không phải là quay ngược thời gian nha không hiểu nói chung là về cái chủ đề vòng lặp mà các bạn càng coi các bạn càng thấy sáng não và các bạn càng suy nghĩ về nó các bạn lại càng không hiểu về nó và nhưng mà nó khiến cho các bạn lại càng muốn suy nghĩ về nó nói chung là nó ức chế nó khó chịu lắm các bạn mà nó khó chịu cái kiểu mà hay hay vui vui á cho nên Bác rất là hào hứng về mấy cái phim đó thì cái cái phân cảnh mà bác nói với các bạn khi mà chỉ lên và chỉ nhìn xung quanh là là la liệt là xác chết của một mình chỉ thôi đó là năm sáu chục cái xác đã chết rồi có những cái xác đã phân hủy đang phân hủy và những cái xác mới chết luôn trời ơi cha mẹ ơi cái khúc đó thôi nó quay cái cảnh đó nó dị lắm các bạn nếu mà mình coi những cái phim chiến tranh thì mình cũng thấy nhiều người chết rồi ha thì thì nhiều người khác nhau thì nó khác còn cái này là cùng một người cùng chết với cái tư thế là dựa vào trong tường như thế này và trên tay đó là chết của một tư thế nhưng mà họ nằm trải rác ở trên một cái 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 tầng đó đó giống nhau và cảm giác nó ghê lắm nó rợn người lắm nó khủng khiếp lắm nói chung là không biết sao mà tới đây mà tự nhiên là nhảy qua cái chủ đề vòng lặp thời gian và kể chuyện cho các bạn nghe đây là một số bộ phim mà bắp để tên ở đây nha các bạn bây giờ bắp không nhớ tên đâu bắp phải google kiếm lại tên rồi bắp để ở đây để cho các bạn có thể kiếm coi tìm kiếm để coi nó rất là hay có một số phim về vòng lập thời gian bóc có thể kể bởi vì nó khá là đơn giản còn có những phim nó không có hiểu được luôn á các bạn coi xong không phân tích được luôn á cho nên thôi thì bỏ qua một bên đi ha và đó là hết ba cái câu chuyện ngắn ngày hôm nay bóc nói là ngắn thôi nhưng mà nói một hồi thì nó cũng dài lê thê lết thế luôn á các bạn à, <laughs> thực sự đây là những cái video mà bóc thả sức mà tám chuyện cùng các bạn luôn ấy những cái gì mà xảy ra hoặc là những cái gì mà bóc đã đừng từng coi nhưng mà chưa có cơ hội kể thì bắp sẽ kể trong những cái video review phim mà bắp đọc bởi vì à, đi qua những cái câu chuyện thì sẽ có một cái số câu chuyện gợi nhớ bắp về những cái sự việc đó à bây giờ thì um, đi coi coi xung quanh nó có bừa bộn quá hay không <laughs> khoe với các bạn cái góc làm việc của bắp bắp vừa mới u uh, ở đằng kia là có cái anh búp bê bé các bạn đẹp trai lắm nha nhưng mà da hơi trắng thôi để cái góc làm việc của bắp và góc quay luôn nó hơi bừa bộn ở bên đây nhưng mà đó là xung quanh cái chỗ mà bắp làm việc và bắp quay như thế này À, hồi xưa thì cái góc làm việc của bắp á nó nằm ở dưới lầu. À, bây giờ thì bắp dời lên trên đây, bắp quay ở đây và sau đó bắp chuyển qua đây bắp ngồi bắp à, chỉnh video luôn thì nó sẽ tiện hơn. Ngày xưa bắp ở cái chỗ cũ á, cái phòng cũ của bắp á thì không có được rộng như vậy. Bây giờ qua phòng mới thì rộng hơn cho nên bắp làm được cái chỗ quay và cái chỗ edit video nó kế bên nhau thì nó sẽ tiện hơn nữa. À, và đó là cái vui vui mà bắp muốn chia sẻ với các bạn. Đó nói chung là bắp cũng thích búp bê các bạn, nhưng mà búp bê bắp thích không có giống như búp bê Sabrina đâu nha búp bê bắp thích là búp bê đẹp trai ừ, thích búp bê đẹp trai thì cũng đẹp trai đó và đấy là hết video của chúng ta ngày hôm nay rồi cảm ơn các bạn rất nhiều luôn hồi nãy tới giờ đã nghe bóp đọc chuyện cho các bạn nghe cũng như là nghe bóp tám chuyện cùng với các bạn nè và cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi ủng hộ tất cả các video của bóp nữa bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế nha ai sắp tới thì sẽ có một cái series tết chuyện về tết của tác giả thảo trang nhưng mà hiện tại thì bóp vẫn đang chuẩn bị cho cái series đó để mà lên lịch cụ thể hơn thì khi nào mà lên á thì sẽ thông báo với các bạn nhưng mà chắc là sắp tết á chiếu thì nó sẽ hợp lý hơn tết âm hồn nghe là thấy hay rồi đúng không à, và uh, chi tiết cụ thể á, thì bác sẽ thông báo sau nha và bye bye các bạn nhé.